Anh đào nữ chính phim Lối về miền Hoa vừa đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch biển của mình. Cô gái sinh năm 1996 sở hữu gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Diện bộ đồ bơi, anh đào khoe trọn đôi chân dài cùng vòng eo hoàn hảo, khác xa hình ảnh cô gái quê tên Thanh trên phim. Ở set đồ hát trên thứ hai, nữ diễn viên quê Bắc Giang lại để lộ vòng hai săn chắc với chiếc áo crop top. Lần đầu đảm nhận vai chính trên phim truyền hình, anh Đào vừa mang một màu sắc tươi mới, vừa tạo sự gần gũi khi hóa thân một cách tự nhiên vào vai Thanh. Cô từng chia sẻ cảm thấy may mắn khi được đạo diễn giao vai chính lần này. Cũng nhờ Lối về miền Hoa, cô được khán giả biết đến và yêu mến hơn. Sau Lối về miền Hoa, cô gái sinh năm 1996 tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh hiện tập trung cho các vở kịch tại nhà hát. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.